Hôm nay chương trình sẽ bắt đầu với giai điệu bài hát yêu thích của người Nga, nơi lê và táo nở hoa. Khi điều đang diễn ra, đúng là Katyusha tới bên bờ sông. Đúng là chúng tôi đang ở bờ sông Kama, và đây là Katyusha. Vâng, nói chính xác hơn, nó là biến thể hiện đại nhất của Katyusha, có tên là Tornado S. Và hôm nay, chúng tôi sẽ khiêm tốn nhường chỗ cho thứ này. Những quả tên lửa khổng lồ bay về đường chân trời trong một đám mây khói lửa. Một quang cảnh vừa đáng sợ vừa kích động. Và đã 75 năm kể từ khi những quả đạn Katyusha đầu tiên bắn đi, mở ra một kỷ nguyên mới cho một loại vũ khí mới, pháo phản lực phóng loạt. Sau Katyusha là Grad, Uragan, Smech, và giờ đến lượt Tornado J và Tornado S chiếm vị trí đỉnh cao trong pháo binh tên lửa. Để các bạn có thể hiểu được đối tượng làm việc của chương trình, chúng tôi công bố một điều về sức mạnh hủy diệt trong biên chế quân đội Nga. Tornado S chỉ đứng sau bom nguyên tử và tên lửa hạt nhân. Ngày hôm nay, các bạn sẽ được nhìn thấy một bệ phóng pháo phản lực phóng loạt chưa từng thấy từ trước tới nay. Tập phim này sẽ nói về tên lửa Smech và Tornado, về những quả tên lửa mạnh đến khó tin, để tiếp tục loạt chương trình về những vũ khí hiện đại nhất của Nga, về những người đã tạo ra chúng và về những chuyên gia được phép tiếp cận những tài liệu tối mật, quản lý những dự án quân sự quan trọng nhất, kín đáo nhất của nước Nga mỗi ngày. Зрители телеканала «Звезда» впервые увидят самую мощную в мире систему залпового огня «Торнадо С». Из эксклюзивного интервью с замминистра обороны Юрием Борисовым узнают, что новейший «Торнадо С» отличается от своего старшего брата «Системы Смерч». Во-первых, модификация «Торнадо С» резко прибавила по дальности. Кроме того, мы покажем, чем отличается «Торнадо Г» от своего легендарного предка «Града». На самом деле данная машина по могуществу в 3,5-4 раза превосходит эту машину. И, наконец, устроим тест-драйв «Торнадо С». Сегодня вы увидите ракетные системы залпового огня такими, какими прежде не видели никогда. И этим фильмом о «Смерше» и «Торнадо», об этом фантастически мощном ракетном оружии телеканал «Звезда» продолжает цикл программ «Военная приемка». О самом современном российском оружии, о людях, которые его создают, и о тех специалистах, кто, имея доступ к секретным документам, изо дня в день контролирует самые важные и потому самые закрытые военные проекты страны. Một điều hiếm khi xảy ra trong chương trình, đó là sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov, người chịu trách nhiệm chính cho chương trình hiện đại hóa vũ khí của Nga. Ông sẽ trực tiếp giới thiệu về những vũ khí này tới một số ít các nhà báo. Trong số ít đó, tất nhiên, có những người làm chương trình của chúng tôi. Đằng sau chúng ta là Tornado J và Tornado S, hai sản phẩm mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng Nga. Một trong những loại vũ khí hiệu quả nhất và được quan tâm nhất, pháo phản lực phóng loạt. Pháo phản lực phóng loạt hay đơn thuần là pháo binh tên lửa. Tại sao chính ngài Thứ trưởng lại quan tâm đến chúng như vậy? Khả năng sản xuất hàng loạt và tiềm năng xuất khẩu của nó chỉ đứng sau súng tự động Kalashnikov. Đây là một trong những vũ khí được mua nhiều nhất trên thị trường thế giới và được sử dụng trong tất cả các chiến dịch quân sự lớn nhất. Và không chỉ có vậy, các hệ thống pháo phản lực hiện đại không chỉ phổ biến và bán chạy, mà chúng còn là loại vũ khí uy lực nhất. Có đúng là uy lực của pháo phản lực Tornado S có thể so sánh với vũ khí hạt nhân hay không? Vâng, một loạt đạn của xe phóng này có sức hủy diệt chỉ thua duy nhất vũ khí hạt nhân. Có lẽ các bạn vẫn phân biệt được đâu là vụ nổ hạt nhân, đâu là vụ nổ của một loạt đạn pháo.
thậm chí là đạn pháo phản lực Katyusha, loại hiện đại và uy lực nhất. Tất nhiên, về diện tích ảnh hưởng và sức phá hủy, thì vũ khí hạt nhân ở một đẳng cấp khác. Nhưng cảm ơn trời, nếu nhiệm vụ là xóa sổ một khu vực phòng thủ kiên cố của đối phương khỏi mặt đất, hay phá hủy ngay lập tức một đoàn phương tiện bọc thép của kẻ địch, thì pháo phản lực thực sự là nữ hoàng của tất cả các loại vũ khí. Theo như tôi hiểu thì năng lượng nổ của một quả đạn vẫn là bí mật quân sự, nhưng ít nhất ta có thể ước lượng khi bắn hàng trăm kg, có khi hàng tấn thuốc nổ đã được phóng đi. Một loạt đủ của Tornado S hoặc Smex tương đương nhiều tấn thuốc nổ được phóng đi. Loạt đạn đó sẽ hủy diệt một khu vực rộng đến 67,6 hecta và gần như không có thứ gì có thể sống sót để kháng cự. Hecta là diện tích tương đương với hàng trăm sân bóng đá. Để có thể oanh kích cả một khu vực rộng như vậy, bạn chỉ cần một loạt Smex hay biến thể mới nhất của nó là Tornado S. Và ở đây cần phải giải thích rằng một hệ thống sẽ gồm 4 xe. Đầu tiên là xe chiến đấu với ống phóng. Xe thứ hai là xe vận chuyển và lắp đạn. Nó sẽ mang theo tên lửa và có nhiệm vụ nạp lại đạn vào xe chiến đấu. Xe thứ ba là xe chỉ huy. Từ đây người ta sẽ điều khiển quá trình bắn. Và xe cuối cùng, chiếc xe thứ tư sẽ thu thập thông tin thời tiết. Chúng ta sẽ bắt đầu với xe thứ nhất trước. Nó có cả chỗ ngồi cho chỉ huy. Vậy nên, chào mừng các bạn đến với buồng chỉ huy của một xe chiến đấu. Khóa an toàn đã để ở vị trí chiến đấu. Tất cả các thiết bị mặt đất để chuẩn bị bắn đã được bật. Cái điều khiển từ xa đã mở. Và chỉ cần nhập các dữ liệu chúng tôi đã thu thập được từ xe trinh sát thời tiết và dữ liệu của mục tiêu là xong. Sau đó, chúng tôi vặn khóa và rời khỏi xe vào công sự để nó có thể khai hỏa. Ở đây phải nói là việc khai hỏa từ công sự chỉ được áp dụng khi thử nghiệm. Trong thực chiến, chỉ huy sẽ khai hỏa trực tiếp từ trong buồng điều khiển. Vâng, giờ là lúc để trình diễn đầy đủ sức mạnh của con quái vật này. Chú ý này, đây là trường hợp hiếm có khi các nhà báo với máy ghi hình được phép tác nghiệp đối với loại khí tài siêu uy lực này. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem nó bắn từng phát một. Và cuối cùng là cả loạt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ quay lại hệ thống Smex và Tornado S để xem xét kỹ sau. Như đầu tiên, bạn cần phải nhớ rằng, để có được uy lực như ngày nay, pháo phản lực đã phải trải qua một quá trình dài. Nó bắt đầu từ 75 năm trước trong những thời khắc khó khăn của năm 1945. Với Katyusha, có lẽ ít người biết đến rằng một trong những lý do ra đời của hệ thống vũ khí tuyệt vời này là sự thiếu thốn. Sự thiếu hụt đồng dẫn đến thiếu hụt vật liệu để làm vỏ đạn. Do đó, các nhà thiết kế đã tạo ra Katyusha với vai trò là một loại pháo bắn không cần vỏ đạn. Và nó đã ra đời như thế. Loại đạn đầu tiên thực ra là loại tên lửa phóng từ máy bay. Nó nằm ngay trước mặt anh đây. Chúng đơn thuần là đạn không điều khiển à. Động cơ khởi động và nó sẽ bay thẳng đi. Và nhà thiết kế đã nảy sinh ra ý tưởng vui là lắp nó lên xe chiến đấu. Anh có thể xem ảnh của những cỗ xe đó ở đây. Trên các thanh dây là đạn. Và anh đã biết uy lực của Katyusha rồi đấy. Và sau đó, các nhà thiết kế lại có ý tưởng vui hơn. Nếu như bỏ hết những thanh dây đi và thay các ống phóng vào đó, đây là cánh đuôi gấp à, giống như tên lửa hành trình nhỉ? Vâng, loại đạn tên lửa có cánh đuôi này bay xa hơn. Ông là người đã đưa ra ý tưởng này à? Vâng, tất nhiên. Để làm gì à? Nó cho phép chúng ta có thể nhét được đạn tên lửa không điều khiển vào ống. Sau khi nhét chúng vào ống, tiết kiệm được rất nhiều không gian, cho phép chúng tôi gắn tới 40 ống lên một xe tải. Vào năm 1963, cụ 40 ống phóng với đạn tên lửa có cánh này được đặt lên xe tải Uran. Đó chính là hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad. Các bạn chỉ có thể so sánh được Grad với súng Kalashnikov, cũng đơn giản, tin cậy và phổ biến toàn thế giới như nhau.
Grad đã được biên chế trong quân đội của hơn 50 nước, tức là cứ 4 nước trên thế giới lại có một nước biên chế nó. Tức là cũng giống như câu chuyện với súng tự động Kalashnikov. Rất nhiều quốc gia đã làm nhái một cách vô liêm sỉ, xin lỗi vì dùng từ thô tục, cả về giải pháp kỹ thuật và cỡ nòng. Tuy nhiên, các kỹ sư quân sự của chúng ta đã quyết định, thay vì đuổi theo những kẻ làm nhái, sẽ tốt hơn nếu chúng ta vượt lên trước. Và do đó, các binh sĩ của chúng ta đã nhận được hệ thống pháo phản lực độc đáo, hoàn toàn mới có tên là Tornado G. Trước mắt chúng tôi là hai loại pháo, đây là loại cũ Grad, còn đây là loại mới được nâng cấp Tornado G. Chúng khác nhau ở điểm gì? Hệ thống được nâng cấp có sự tiếp nối của Grad. Sự khác nhau của chúng bao gồm kíp vận hành, chỉ có 2 người thay vì 3 người như Grad. Dữ liệu bay cũng được chuyển đến đầu đạn qua giao tiếp không dây. Ngoài ra, nó còn có hệ thống kiểm soát hỏa lực và dẫn đường hoàn toàn tự động. Nói cách khác, Tornado G có một bộ não điện tử, đó chính là thứ mà Grad không có vì nó ra đời quá sớm. Hệ thống điện tử này sẽ dẫn bắn cho pháo tới mục tiêu và chuẩn bị cho quá trình bắn. Chỉ cần một người có thể đảm đương hết tất cả các quy trình đó và chỉ việc nhấn nút. Với tình huống này trong quân đội, một vẫn tốt hơn là ba, đúng không? Tất nhiên là một rồi. Đầu tiên kíp lái ít người hơn, chỉ huy thao tác luôn từ buồng lái, nhập dữ liệu dẫn đường từ buồng lái, bắn cũng từ buồng lái. Trên thực tế, loại pháo này mạnh hơn loại cũ từ 3,5 tới 4 lần. Và nói chung là kíp vận hành không phải chui ra ngoài nữa chứ. Nói chung kíp vận hành là mọi việc từ buồng lái. Một điểm khác biệt quan trọng nữa giữa Tornado G và người anh em cũ hơn là đạn tên lửa, vốn không có đối thủ trên thế giới. Nó có thể bắn xa hơn và hiệu quả hơn Grad. Trong trường hợp này, người ta đã sản xuất không phải là một mà là đến ba loại đạn. Nhờ có động cơ uy lực hơn, chúng tôi có thể gắn đầu đạn với ngòi nổ điều khiển qua sóng radio, cho phép tấn công được kẻ địch ẩn nấp trong công sự hay hầm hào. Loại đạn mới này sẽ nổ ở độ cao 6 mét trên mặt đất và oanh tạc kẻ địch với những mảnh văng chết người. Còn loại đạn này sẽ đâm sâu xuống đất. Этот вариант снаряда взрывается в 6 метрах от земли, чтобы засыпать противника смертельной начинкой. А вот этот при ударе о землю. Và đây là biến thể cổ điển sẽ nổ khi chạm đất, đúng không? Vâng, đây là biến thể cổ điển, nhưng đầu đạn của nó có một tính năng khác, đó là tự tách ra khi bay ở độ cao 2 km và sẽ được ổn định bằng dù. Tôi thấy có một cái dù nhỏ ở chỗ này nhỉ? Vâng, đó là dù ổn định, nó giữ cho đầu đạn tiếp đất đúng góc 90 độ. Khi đạn nổ ở góc này, nó sẽ bắn ra xung quanh một đám mây mảnh văng bay tới mục tiêu. Và cuối cùng, loại đạn thứ ba được thiết kế để phá hủy xe cơ giới. Đây là tên lửa đầu nổ lõm. Trong đầu đạn tên lửa này là 70 đạn nổ lõm phá mảnh, hiệu quả trong việc tiêu diệt cả binh lính và xe bọc thép. Khả năng xuyên giáp của nó là 170 mm. Để các bạn có thể hiểu được hỏa lực phóng loạt ra sao, các bạn có nhớ quả tên lửa dài của hệ thống SMACH không? Trên thực tế, nó được cán từ phôi thép giống hệt như các bạn nội trợ cán bột vậy. Sau mỗi lần cán qua, thì độ dày của nó lại giảm đi một chút. Sau đó, nó sẽ được cuốn thành hình ống ở bước thứ hai. Nếu tôi hiểu đúng thì người ta không cắt gọt gì, đúng không? Chính xác, với trục cán tròn này, hoàn toàn không có ba vía thừa. Đây là phương án cán. Sau đó nó sẽ được chuyển qua dập trục xoay và trở thành chi tiết vỏ tên lửa SMACH trước mặt anh đây. Đúng là một kỹ thuật kỳ công, nhưng kết quả là vỏ ống tên lửa, chi tiết cơ bản của quả tên lửa tương lai cực kỳ bền. Thêm nữa, kỹ thuật cán dập này sẽ phơi bày ra mọi lỗi cấu trúc trong thép nếu có. Giờ hãy chú ý đến cách người ta tổ chức sản xuất. Tất nhiên là các ống nặng này có thể được nhấc bằng tay, nhưng không, người ta dùng những loại robot đặc biệt để nhấc chúng. Chúng ta hãy xem cách thợ vận hành nhấc từng ống và đưa nó lên băng truyền qua khâu sơn. Цепляет его для того, чтобы отправить на конвейере.
Như ống này là chi tiết gì vậy? Đây là phần thân tên lửa cần phải sơn. Việc sơn cũng được thực hiện bằng công nghệ cao với thiết bị tối tân để đảm bảo độ bền lâu dài. Tên lửa có thể bảo quản được tới 15 năm và sau đó vẫn còn có khả năng tăng hạn. Thêm nữa, những quả đạn được sơn có thể được vứt xuống nước, trong tuyết hay trong điều kiện nóng, lạnh mà không gặp hậu quả gì. Hệ thống này có thể làm việc được khi nhiệt độ bề mặt của nó hoặc của đạn tên lửa lên đến 70 độ C. Nhiệt độ đó rán trứng được đấy nhỉ? Nhưng tên lửa thì vẫn chịu được và sẵn sàng để bắn. Nhưng thử nghiệm bất thường nhất của pháo phản lực của chúng ta đã được tiến hành từ 40 năm trước trong chiến tranh ở Việt Nam. Các nhà thiết kế của chúng ta đã nhận được một yêu cầu khác thường, chế tạo ra những biến thể dành cho du kích chiến đấu trong thành phố chỉ với một nòng. Đây là thứ làm cả thế giới phải bất ngờ ở Việt Nam. Vâng, nó đã được chế tạo ra cho Việt Nam. Vâng, bởi vì người Việt Nam rất sáng tạo, họ nảy ra ý tưởng sử dụng ống phóng đơn để phóng từng viên đạn một. Việt Nam попросил помощи у советского правительства и возникла идея применить одиночные снаряды с одиночной пусковой установкой. Các bạn có thể thắc mắc vì sao người Việt Nam sử dụng biến thể Grad nòng đơn, bởi vì nó có thể dễ dàng ẩn nấp trước quân Mỹ. Họ có thể giấu nó ở bất kỳ đâu, trong đầm lầy, dưới sông, chôn nó dưới đất. Và khi thời khắc đến, hàng trăm dàn phóng sẽ được lấy ra và bắn đồng loạt vào sân bay của Mỹ. Thứ này, trước nhất đã gây sốc. Thứ hai, ngay trước mặt chúng tôi, các kỹ sư đã làm một điều thần kỳ vì họ tạo ra nó chỉ trong 10 ngày. Chỉ trong 10 ngày ư? Vâng, 10 ngày làm việc cả ngày và đêm. Tính tin cậy và đơn giản luôn là những điểm sáng của pháo binh tên lửa. Nguyên tắc căn bản của việc sử dụng Katyusha và Grad đều không phải là bắn chính xác mục tiêu mà là hủy diệt cả một vùng rộng lớn. Và đó cũng là nhược điểm chính cộng với tầm bắn xa của chúng. Để khắc phục nhược điểm này, các kỹ sư Nga đã tạo ra một hệ thống pháo phản lực tuyệt vời. Đó chính là hệ thống SMECH chúng tôi đã đề cập đến ở đầu chương trình. Để tôi nhắc lại cho các bạn về thứ vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới, và đó cũng là hệ thống pháo phản lực phóng loạt chính xác nhất trong quân đội Nga. Loại pháo này có tầm bắn xa hơn 70 km với đạn tiêu chuẩn. Loại đang được phát triển đã có tầm bắn tới 90 km. Giờ hãy thử tưởng tượng xem, từ bất kỳ cự ly nào, đạn của SMECH có thể phóng trúng mục tiêu với độ lệch không quá 300 mét. Theo tiêu chuẩn của pháo binh thì điều đó không khác gì bắn tỉa. Thêm nữa, các nhà thiết kế người Nga đã giải quyết vấn đề này từ thời Xô Viết rất lâu, trước khi các hệ thống định vị vệ tinh như GLONASS hay GPS xuất hiện. Làm thế nào để có thể tạo ra loại đạn không dẫn đường bay xa đến thế, mà độ chính xác vẫn được đảm bảo? Khác với Grad hay Uragan, ở đây có một thứ gọi là hệ thống hiệu chỉnh. Nếu bạn hướng nòng về phía mục tiêu, trong 5 giây đầu tiên có một hệ thống động học đặc biệt sẽ làm việc, và hệ thống này không cho phép đạn bay lệch ra khỏi hướng bay. Và trong 5 giây đầu tiên này, đường bay của tên lửa sẽ được hiệu chỉnh. Do đó, thỉnh thoảng người ta gọi đạn SMECH là tên lửa hiệu chỉnh được. Và điều quan trọng nhất cần chú ý là pháo bắn tỉa SMECH không chỉ bắn những quả đạn thông thường, mà là những quả đạn đầy uy lực cỡ 300 ly. Có cả loại đầu đạn chùm nữa đúng không? Đúng, đúng như vậy. Nó có chứa bao nhiêu đạn con thế? 72 quả. Những quả đạn này sẽ chỉ bay và tiếp đất khi phát nổ à? Nó sẽ không tiếp đất. Tên lửa sẽ tự phân tách theo lệnh ở độ cao lên tới 4 km. Vậy hiệu quả của nó ra sao? Mỗi quả đạn con này có sức công phá tương đương một đầu đạn Grad. Vâng, tất cả là 72 quả Grad, cực kỳ uy lực. Để phân biệt, đây là hệ thống Grad đang bắn. Các bạn nhớ không, số ống phóng của nó là 40. Điều này, nó vượt qua SMECH khi hệ thống phóng chỉ có 12 ống. Vậy là Grad có thể phóng đi số đạn gấp 3,5 lần. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, một loạt phóng của SMECH có thể phóng đi 864 quả đạn tương đương Grad. Hay nói cách khác, một hệ thống SMECH có thể thay thế cho 21 hệ thống Grad. Giờ bạn đã hiểu vì sao SMECH được so sánh với vũ khí hạt nhân rồi chứ?
Và đây là thứ người ta nhồi vào đạn SMEC. Nó là cái gì thế? Đây là 530 đạn tấn công. Chúng được gọi là yếu tố chiến đấu phá mảnh nổ lõm. Nếu một quả đạn này rơi xuống từ trên không, chúng sẽ tăng. Nó sẽ xuyên được lớp giáp dày 170mm. Ngày nay, không có xe tăng nào có nóc dày như thế cả. Do đó, nếu đạn nổ trên cao cách xe tăng 1m, nó sẽ bị vô hiệu hóa. Do đó, ý tưởng đánh xe tăng từ trên cao xuống thật thú vị. Nói cách khác, hệ thống SMEC vũ trang với đạn tên lửa sử dụng đạn con nổ lõm thực sự là sát thủ xe tăng. Trong tập phim về đạn chống tăng, chương trình của chúng tôi đã cho các bạn thấy loại đạn nổ lõm của súng phong lưu có thể làm gì với tường bê tông dài đến 2m. Luồng xuyên đã xuyên qua được hết độ dày này của lớp bê tông, bay ra phía sau và đốt cháy cả khoảng rừng. Chỗ này xuyên, đây nữa, gần như cắt rời thân cây. Tôi nhắc lại, đây là ở khoảng cách 50m từ chỗ luồng xuyên chui ra. Tên lửa chống tăng Chrysanthema cũng có cơ chế làm việc tương tự. Chúng tôi đã cho các bạn xem, nó có thể xuyên qua được một khối giáp dày hơn 1m. Vậy, trong khi súng phong lưu hay Chrysanthema hạ gục xe tăng với độ chính xác phẫu thuật, thì SMEC đập nát chúng và kết quả luôn tiêu diệt được mục tiêu. Rất ấn tượng. Tuy nhiên, SMEC cũng chỉ là thứ vũ khí của thế kỷ trước. Hệ thống Tornado S mới chính là đỉnh cao trong sự phát triển của pháo phản lực phóng loạt. Thứ nhất, biến thể Tornado S được tăng tầm bắn đáng kể, nhưng quan trọng nhất là hệ thống này đã bắt đầu được biến thành vũ khí có độ chính xác cực cao khi mỗi viên đạn đều được lắp hệ thống dẫn đường riêng. Trong số đó, có anten GLONASS cho phép bạn có thể ngắm từng quả đạn tới mỗi mục tiêu khác nhau. GLONASS-овский приемник, который позволяет наводить каждый снаряд индивидуально. Và biến cả hệ thống từ vũ khí bắn diện trở thành vũ khí tấn công chính xác. Đó chính là điểm khác biệt về bản chất giữa hai loại vũ khí. Và ở đây cần chú ý, cho đến gần đây, ngay cả thông tin về dự án phát triển Tornado S vẫn được giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng hôm nay, chúng tôi không chỉ được phép vén màn bí mật, mà còn có thể trưng ra những lợi thế của hệ thống mới này khi so sánh với SMEC. Trước mắt, chúng tôi có hai hệ thống, thoạt nhìn thì giống nhau. Đây là hệ thống hiện đại hơn, Tornado S, còn đây là biến thể cũ, SMERCH. Để hiểu được sự khác nhau, tôi đề nghị cả hai xe đều dừng lại. Và giờ, tôi đều cho chúng chuyển trạng thái chiến đấu. Bắt đầu. Có thể thấy khi vận hành hệ thống Tornado không cần phải rời buồng lái. Còn với hệ thống SMEC cũ thì sao? Khi vận hành sẽ phải làm gì? Giờ họ sẽ chuẩn bị vị trí khai hỏa, hạ căng chống. Đối với bất kỳ hệ thống pháo phản lực nào, kể cả loại mới nhất, thì càng chống thủy lực là thứ không thể thiếu. Nó sẽ giữ cho xe ổn định khi bắn. Và giờ sự khác biệt đã hiện rõ. Khi vận hành SMEC phải rời buồng lái vì bảng điều khiển nằm ngoài buồng lái, gần vị trí xạ thủ. Đây là điều cần thiết, vì khi họ nâng ống phóng SMEC theo cách cũ, hay nói dễ nghe hơn là cách truyền thống, họ phải ngắm dựa trên cảnh quan xung quanh. Nhìn này, người vận hành chỉ cần nhìn vào đây, điều khiển từ trong buồng lái mà không phải chui ra. Chỉ cần dùng điều khiển từ xa, đó là điểm khác biệt quan trọng nhất. Thực tế thì hệ thống Tornado S đã sẵn sàng bắn, bạn chỉ cần đợi lệnh và bấm nút. Trong khi vận hành hệ thống SMEC, vẫn phải chỉnh bệ phóng sao cho đúng góc trước khi khai hỏa. Giờ tôi muốn nâng nó lên thì phải làm gì? Anh càng ấn mạnh thì nó càng nâng nhanh. Cũng đơn giản, nhìn này, nâng lên. Tôi muốn nó quay sang trái thì phải làm gì? Anh gạt cái cần này về phía trái, gạt sang trái.
Nói chung, bắn Tornado S tiện và nhanh hơn nhiều. Sự chênh lệch này có thể chỉ tính bằng giây, nhưng trong chiến tranh thì đừng coi thường những con số này. Anh nên hiểu rằng khi ta ở tư thế bắn càng lâu thì hậu quả càng dễ bị tiêu diệt. Nhiệm vụ là tới đây, ngắm và bắn. Hoàn toàn chính xác. Mất bao lâu để một hệ thống Tornado S chuyển trạng thái và thoát thân? Chúng tôi sẽ tự tay kiểm chứng ngay trước mắt các bạn. Và quan trọng nhất là trong sự có mặt của tổng công trình sư, người đã tạo ra loại pháo này. Giờ chúng tôi sẽ thu xe và muốn biết rằng cần bao nhiêu lâu để có thể rời vị trí. Bắt đầu. Theo các bạn thì mất bao nhiêu thời gian để xe có thể chuyển khỏi trạng thái chiến đấu? Trong đúng một phút, chiếc xe đã không còn ở trạng thái chiến đấu. Dù cho hiện giờ, nó vẫn còn đang hạ càng trống. Kéo lên và đi thôi. Đầu tiên là gấp càng trống lại, đồng thời rút luôn lên. Hãy xem này, giờ càng trống đã nhấc lên ngay trước mắt các bạn. Và quan trọng nhất là thông tin đó được chuyển ngay cho lái xe. Giờ anh ta sẽ rời khỏi tuyến bắn. Và cùng lúc càng được nâng lên, còn xe rời vị trí. Thử nghiệm của chúng tôi còn chưa tốn tới 1 phút 40 giây là một kết quả tốt, cực kỳ tốt. Càng trống của cỗ xe nặng 40 tấn này có thể cày tung nhựa đường tại nhà máy, nhưng chúng tôi không cần quan tâm, bởi dù sao chăng nữa, đây là cuộc thử nghiệm gần biển. Việc điều khiển xe cũng rất dễ, hai pedal, chân ga và chân phanh. Điểm khác biệt duy nhất là chân phanh không ở bên phải như trên xe hơi nhập khẩu, mà ở bên trái, vô lăng trợ lực. Và điều thú vị là chiếc ô tô bạn đang lái sử dụng động cơ của xe tăng, còn cảm giác như ngồi trong một chiếc tàu ngầm. Tôi đã đề nghị kỹ vận hành cho xem toàn bộ kích cỡ của buồng lái. Chú ý này, bên cạnh nó là một bình khí nén. Vì sao? Vâng, trong trường hợp bị tấn công hạt nhân hay hóa học, nó dùng để tạo ra không gian kín tuyệt đối trong đấy. Xem ra so sánh nó với tàu ngầm là chuẩn xác. Phanh của xe tốt thật. Và khó có thể coi đây là tai nạn được. Có thể khó tin, nhưng cỗ xe Tornado S khổng lồ phóng trên đường không kém một chiếc SUV. Tất nhiên là khi tiến hành thử nghiệm này, người lái đã là một lái xe dày dặn kinh nghiệm, chuyên phục vụ thử nghiệm cho nhà máy. Và nếu như bạn thấy những điều mà các lái xe này làm với hệ thống pháo phản lực, chẳng khác gì lái xe đa địa hình cả. Đi qua tuyết, qua đèo, bùn đất. Nó phải đến được tất cả mọi nơi. Tất nhiên rồi, số phận của không chỉ cả một quân đoàn, mà cả một phương diện quân sẽ phụ thuộc vào những phát đạn của Tornado S. Hãy tưởng tượng một tình huống nổi tiếng năm 1945 trong cuộc đột kích vào Berlin. Và nếu như thay vì Katyusha, người ta sử dụng hệ thống Tornado S thì điều gì sẽ xảy ra? Vậy thì chúng ta chỉ cần một quả đạn để bắn trúng tòa nhà Quốc hội Đức từ khoảng cách vài chục km. Bắn trúng tòa nhà Quốc hội Đức, trong khi không cần phải tiến vào Berlin, không cần đánh vào đó. Các khán giả tinh tế chắc sẽ còn nhớ về hệ thống Tornado J mà chúng tôi nói trước đó một chút. Nó tốt hơn hay tệ hơn? Tại sao hai hệ thống pháo khác nhau lại có tên gần giống hệt nhau như vậy? Để giải thích điều này, chúng ta lại phải nhớ lại một chút về lịch sử pháo binh tên lửa. Đầu tiên là Katyusha, sau đến Grad, rồi Smech. Vậy Tornado J là biến thể nâng cấp của Grad, còn Tornado S là biến thể của Smech. Quân đội Nga cần cả hai loại. Tornado J là loại vũ khí uy lực chính xác và rẻ tiền, còn Tornado S thì cực kỳ uy lực, tầm bắn siêu xa với độ chính xác cực cao. Tất cả hệ thống này đều được phát triển ở Tula, và theo nguyên tắc chìa khóa trao tay, các xe chiến đấu đều được sản xuất tại nhà máy Motovilikinsky tại Perm.
В России Тайга, Касмеч, Ваград đều chỉ được sản xuất bởi một hãng này. Nhà máy Motovilikhinsky là một công ty duy nhất ở Nga có đầy đủ dây chuyền để sản xuất các biến thể Grad, Smech, Uragan và Tornado S. Đây là điểm bắt đầu của dây chuyền lắp ráp Tornado S, thân xe nhập khẩu từ Belarus được đưa đến tại nhà máy Pern. Trên thực tế, đây là loại xe đa dụng dẫn động, toàn bộ 8 bánh, với mỗi bánh có đường kính lên tới 1,5 mét. Và đây là bước đầu tiên, một khoang sẽ được lắp đặt trên thân xe này. Và đó không chỉ là khoang thông thường, trong đó còn là cả trung tâm chỉ huy. Sau khoang xe này, bệ phóng tên lửa sẽ được đặt lên thân xe, một bệ quay, trên đó là các ống định hướng phóng tên lửa sẽ cố định sau. Phần khó nhất là phải lắp đặt các khối phụ tùng nặng nhiều tấn này với độ chính xác đến từng mm. Sau đó là lắp các ống dẫn hướng. Từ các ống này, tên lửa sẽ bay đi. Ở đây các bạn lại cần chú ý vào các ống phóng, nơi có hai rãnh xoắn khá khó nhận ra. Và nhìn xem, các rãnh này chạy dài khắp ống theo một đường xoắn. Trên thực tế, đây là thứ quan trọng nhất của hệ thống Tornado S. Vì sao người ta lại làm như vậy? Để cho tên lửa phóng ra, sẽ xoay với một tốc độ nhất định. Trên thực tế, các rãnh xoắn này xuất hiện lần đầu trên xe Grad. Chúng đảm trách vai trò tương tự đường khương tuyến trong nòng súng trường hay nòng pháo. Nó làm cho đạn xoay và bay thẳng hơn. Thêm nữa, đó là lý do vì sao trên các tài liệu chính thống, đạn dược cho pháo phản lực phóng loạt được gọi là đạn chứ không phải là tên lửa. Tại sao chúng ta gọi chúng là đạn? Vì chúng ta đã làm cho tên lửa phải xoay. Và vì thế, người ta quyết định gọi chúng là đạn. Chuyển động xoay này giống như một con rắn, nhưng nó chỉ có pha đầu. Trong pha thứ hai, nó được duy trì bằng các cánh ổn định của tên lửa. Sau khi lắp đặt ống phóng, hệ thống pháo đã sẵn sàng chiến đấu, nó chỉ cần nạp đạn. Tuy nhiên trên thực tế, thì con đường để được biên chế còn rất dài. Đầu tiên như bạn nhớ, ngoài xe phóng một tổ hợp pháp phản lực phóng loạt, còn bao gồm xe vận tải, thay đạn. Chúng cũng được lắp ráp tại Motovilikha, tỉnh Pern. Và giờ là câu hỏi về tốc độ lắp ráp. Không thể nói là nhà máy làm việc cả ngày lẫn đêm, tuy nhiên cũng gần như thế. Hôm nay là ngày thứ bảy và các bạn có thể thấy công tác sản xuất không dừng lại. Vào thời điểm này, người ta đang lắp ráp xe chở đạn và nạp đạn. Một lần nữa, chúng ta lại phải di chuyển một khối phụ tùng nhiều tấn. Vâng, và sau đó, như đã định, lại là một quy trình thử nghiệm kỹ càng và dai dẳng cấp nhà nước. Trong quá trình quay phim tại xưởng này, chúng tôi đã thấy họ kiểm nghiệm các xe chiến đấu của hệ thống Tornado J. Ngay sau khi lắp ráp, tất cả các hệ thống pháo này đều được kiểm nghiệm ngay tại nhà máy. Tấm bảng này dùng để mô phỏng một mô đất. Đấy, chúng tôi sẽ phải tưởng tượng mình đang ở thao trường. Chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Giờ chúng tôi đang cài đặt các giới hạn, như cài đặt tốc độ tối đa và tối thiểu, và tất nhiên là kiểm tra các cơ cấu chủ chốt khi đạn được nạp. Tuy nhiên, việc kiểm nghiệm các hệ thống pháo phản lực phóng loạt của nhà máy không kết thúc ở đây. Mỗi một hệ thống, từ Tornado tới Grad, đều phải trải qua một cuộc kiểm tra bắt buộc dưới nước. Chúng sẽ phải phóng tên lửa trong mưa. Giờ tôi sẽ cho các bạn thấy bộ điều khiển từ xa thông dụng. Nó cũng chống được nước trong điều kiện có mưa. Sau thử nghiệm thời tiết, các nhân viên của nhà máy sẽ kiểm tra xe phóng, xe vận tải nạp đạn về độ tương thích, đúng nghĩa đen của từ đó. Và đây cũng là lúc người ta phải kéo tên lửa ra. Hóa ra đó không phải là tên lửa thật, cũng không phải là đạn tập. Đó chỉ là một ống kim loại rỗng, nhưng về kích cỡ và khối lượng thì nó không khác gì đạn thật cả. Và giờ ngay trước mắt bạn, người ta đang nạp đạn cho hệ thống Katyusha hiện đại này. Và giờ chúng ta sẽ thấy một thiết kế giống như các thanh dây. Nhờ vào thiết bị này, tên lửa được nhét vào ống. Используется вот такая конструкция, напоминающая чем-то рельсы, и теперь
По этой конструкции ракета заходит. Và bạn biết mình sẽ nghĩ gì vào lúc này không? Mọi thứ đều thật đơn giản và rõ ràng. Những thứ vũ khí này, nếu uy lực của nó thua kém hệ thống nào, thì đó chỉ có thể là vũ khí hạt nhân. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là, dù là Tornado J hay Tornado S có hiện đại đến mức nào, chúng vẫn giữ được sự tin cậy và đơn giản, phẩm chất được truyền từ tổ tiên huyền thoại của chúng như Smech, Grad và Kachusa. Với khán giả của chương trình, có thể điều này không có gì mới, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nhắc lại rằng, không giống như những loại vũ khí tương tự của phương Tây, tất cả các hệ thống Grad, Tornado J và Tornado S đều tương thích ngược, có nghĩa là trong trường hợp tất cả các hệ thống điện và thủy lực đều hỏng, các hệ thống tên lửa vẫn có thể phóng lên trời bằng một cơ cấu cơ khí. Cơ cấu gì thì đó là bí mật quân sự.